Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề: Có bầu trước cưới và sinh con trai, nhưng cả nhà chồng không thèm ngó ngàng. Khi biết nguyên nhân, tôi suy sụp. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, tôi hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, điều lạ là sau khi tôi sinh con, bố mẹ chồng chẳng thèm đến thăm tôi, cũng như là gặp cháu nội đầu lòng. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Thật ra, tôi đã gặp chồng hiện tại trước khi ly hôn với chồng cũ. Anh ấy là mối tình đầu hồi đại học của tôi. Năm xưa, anh đi du học, cả hai ở xa nên tình cảm nhạt phai dần, rồi sau đó chia tay. Sau này, cả hai đều lập gia đình và không còn liên lạc với nhau nữa. Thật không ngờ, chúng tôi lại vô tình gặp nhau ở một quán bar. Khi đó, tôi đang đau khổ vì chuyện chồng ngoại tình. Còn anh cũng vừa ly hôn vợ vì hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn do cô ấy không thể mang thai. Vốn từng là người yêu của nhau, bây giờ cả hai lại đang gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm, cộng thêm có tí men trong người. Và rồi tôi và anh đã vượt quá giới hạn. Lúc làm chuyện ấy xong, tôi cũng cảm thấy dằn vặt bản thân. Nhưng nghĩ đến việc chồng từng cắm sừng mình, tôi lại cay cú và cho rằng coi như mình trả thù anh ta một lần. Nhưng không ngờ sau lần đó tôi lại mang thai. Sống chung với chồng 3 năm, tôi chưa bao giờ có thai, dù cả hai không áp dụng biện pháp tránh thai nào. Tôi từng đi khám và bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì về sức khỏe. Trong khi đó, chồng và nhân tình ăn nằm với nhau cũng không dùng biện pháp tránh thai. Cô ta cũng không mang thai. Chính vì vậy, tôi cho rằng chồng gặp vấn đề về mặt đó. Và đứa con trong bụng tôi là của mối tình đầu. Nghĩ như vậy nên tôi quyết định ly hôn để cưới mối tình đầu. Dù sao, tôi và chồng cũng chẳng còn tình cảm gì với nhau nữa. Vì cả hai chúng tôi đều là rổ rá cạp lại, nên chúng tôi không tổ chức đám cưới hoành tráng, mà chỉ làm một bữa tiệc nhỏ để ra mắt bạn bè cũng như là người thân hai bên. Sau khi cưới, tôi sống ở nhà mà chồng đã mua trước đó, còn bố mẹ chồng thì sống ở quê. Mặc dù chồng đối xử rất tận tâm và rất tốt với tôi, nhưng đôi khi tôi cảm thấy anh ấy nhìn mình hơi khác lạ. Tuy nhiên, tôi không thể nào diễn tả được cảm giác đó là như thế nào. Và rồi, sau 9 tháng 10 ngày mang thai, tôi hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, điều lạ là sau khi tôi sinh con, bố mẹ chồng chẳng thèm ngó ngàng hay đến thăm tôi, cũng như là gặp cháu nội đầu lòng. Còn chồng tôi, khi thì anh ấy rất gần gũi, âu yếm con, bế con không muốn rời. Khi thì anh ấy nhìn thằng bé với ánh mắt khó chịu và rất chán ghét. Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với chồng. Bây giờ, con tôi đã 6 tháng tuổi, chồng ngày càng ít về nhà, anh cũng ngày càng chán ghét con trai, nhưng tôi vẫn không biết tại sao. Cách đây một thời gian, tôi bị viêm nhiễm phụ khoa nên đến phòng khám riêng của chị họ để kiểm tra. Chị họ là người tôi rất tin tưởng và kính nể, giống như là chị em gái ruột, nên có chuyện gì tôi và chị cũng tâm sự với nhau. Vì vậy, khi đến đây, tôi đã tâm sự với chị về thái độ khác thường của chồng. Ngần ngừ một lúc, chị họ nói: "Thật ra vợ cũ của chồng em là bạn của chị. Không lâu trước đây, cô ấy đến tìm chị để khám sức khỏe phụ sản. Sức khỏe của cô ấy hoàn toàn bình thường. Rồi cô ấy kể chính chồng cũ của cô ấy, tức là chồng em bây giờ, bị vô sinh." Chân tay tôi run lẩy bẩy khi nghe những lời chị họ nói. Điều này sao có thể cơ chứ? Chẳng nhẽ đứa bé là con ruột của chồng cũ hay sao? Chẳng nhẽ chồng và bố mẹ chồng đều biết chuyện này nên họ mới có thái độ như thế? Tôi thật sự rất hoang mang, không biết nên làm gì. Tôi không biết phải đối mặt với chồng như thế nào nữa. Tôi phải làm sao đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với. Dòng tâm sự thứ hai, vợ đòi ly hôn sau khi tôi phát hiện chuyện cô ấy lén cho tiền nhà ngoại. Vợ không hề bàn bạc gì với tôi mà tự ý đưa cho bố mẹ đẻ 10 triệu. Khi biết chuyện, tôi rất bực
và có to tiếng với vợ. Nhưng không ngờ chỉ vì chuyện đó mà cô ấy đòi ly hôn. Cô ấy còn nói mình đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Nhà vợ tôi không có con trai, chỉ có 3 cô con gái. Vợ tôi là Út, hai chị gái đều đã đi lấy chồng xa. Bố mẹ cô ấy là giáo viên đã về hưu. Hàng tháng, ông bà vẫn có tiền lương hưu, nên vợ chồng tôi không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề kinh tế cho ông bà. Thi thoảng có đồ ăn gì ngon, tôi vẫn mang sang biếu cho bố mẹ vợ. Ngày Tết hàng năm, tôi cũng biếu nhà nội nhà ngoại đều như nhau. Vợ chồng tôi thống nhất, tiền trong nhà do tôi quản lý. Bởi vì vợ tôi tính tình hay quên, cũng không giỏi tính toán. Nhưng nếu cô ấy cần chi tiêu gì thì cứ nói với tôi sẽ đưa, chứ không hề khó khăn gì cả. Mấy hôm trước, nhà ngoại có việc sửa sang lại phần mộ của ông bà. Vợ chồng tôi đã đưa cho bố mẹ 2 triệu để lo việc. Thế nhưng tôi phát hiện ra vợ vẫn lén đưa cho bố mẹ thêm 10 triệu nữa mà không hề nói qua hay bàn bạc gì với tôi cả. Sau hôm ấy, vợ chồng tôi có to tiếng cãi vã về chuyện này. Vợ chỉ thẳng mặt và nói tôi là một thằng đàn ông ki bo, keo kiệt. Cô ấy còn nói đã phải chịu đựng tôi quá nhiều rồi. Còn tôi thì đang có cảm giác cô ấy đang làm quá mọi chuyện lên. Hiện tại vợ tôi đã xách quần áo và bế con về nhà ngoại được mấy hôm. Tôi cũng không thèm gọi điện hay sang gặp cô ấy. Tôi sẽ để cho cô ấy có thời gian để suy nghĩ lại. Theo mọi người, tôi làm vậy thì có gì sai hay không? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự, thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những câu chuyện tâm sự mới nhất. Một lần nữa, xin cảm ơn, xin mến chào và hẹn gặp lại.